So ma pa me tung pi nong. Mương sông Nghệ An, mi lai pi nong, khun tay pom dù. Nam tỷ đin hot pẹt si phân hỏi. Nê có mẹn tỷ đầy trực trao, quân chơ pẹt bên kinh tế, an ninh quốc phòng hong tình. Nhất mẹn ca chu tỷ sải đin. Cứ nhau sung quân chơ trực trao hơn nược, tốt xoài hơ pa me tung pi nong đầy đi. Chu pi cai, quân tạc banh sang hành chỉnh, im tong bùn, ế cai chu ăn nhăn khôn nhạc. Mưa cho hù hiểu, tỷ dù. Tăng bay mà quân chế chủ ăn mưa giao dịch hành trình cả vương sung bữa nay ông Nguyễn Văn Hiền bí thư đảng ủy xã Xá Lượng huyện Tương Dương pom e cán bộ hao hoạt hay cứ thám giám sau khu mất tích khùng mưa chế kỳ hóng bị nòng mới tựa mà hột côn dấn cứ đường nì mền bền là năm e côn dù huyện Bương Pu Tương Dương năm và quam ảo của chế việc hóng bậc côn chân nì im thay mưa e. Ngoài những cái buổi hội nghị đối thoại trực tiếp với dân theo cái kế hoạch của Mặt trận Tổ quốc xã thì đảng ủy cũng đã chỉ đạo cũng như phân công cho các đồng chí ủy viên chấp hành ủy viên thường vụ nọc chú chất nhòm cặp thi năm pỉ nòng sự đảng ủy màn pán bùn chú đồng chí quân ban chấp hành khơ khắp thì dù cơ hồ đầy ăn dược không pỉ nòng tệ hàn mi đầy chơ sắp không pỉ nòng quân cho ếch chú chế lại hành trình mi ăn lơ khòn xì và hơ pỉ nòng nhằm chơ cả bạn. Nhân nỉ mẹn đoàn cán bộ tư pháp tân công an xã Tam Đình mà cứ gửi thư chúc mừng hờ tay hươn mi quân mở mi chia khai sinh thay bảo hiểm y tế nhập hộ khẩu tân thu phiếu DC01 bằng môi quam ảo chư cháu hờ lán Vi Đình Huy sụp bàn Quang Yên. Đáng lẽ phải gia đình tự tay đi làm nhưng mà do trong khi thời gian sinh con sống là cháu không được khỏe ăn và xì tô phải phạt PS hay chơi nham mi lực nổi chẳng ôm kẹt. Đại chơi bằng mọi hông ủy ban nhân dân xã, ao chia lai mà họ thơ tay hươn trả ơn hình. Năm công việc chưa cháu an ninh trật tự, dù huyền mương bu súng, họ mương tái nghiên tốc Nghệ An. Đinh quang không tất nhược, thức không bị nòng nhắn tực y ấn khôn nhạc. Cứ bằng mọi bến hiệu quả, công tác công an, cứ khứ quắm ảo, mới ấn hóng bị nòng cười hươn rủ tinh mương. Công an huyện Tương Dương cứ im a mà ăn thầy mờ cũng hành chính men nừng cũng mới ăn cốc thịt cung pí hơ cán bộ chiến sĩ hang mướn mèn nói hờ mết di bạt mọt tì dù hóng mười bàn mướn súng mướn khôn nhạc bệnh viện cơ sở y tế cấp chứng minh nhân dân bã ngân hờ côn súng tuổi côn còi tín còi mư tức bệnh côn còi tín còi mư côn thực bệnh hài bự côn và mi cống năm hơn được nhân công an xã xì ton mới ăn hóng công an huyện cởi lông leo á ma hờ họt côn dấn họt mư bất cải hàn in bớt chân nham ngân tiên hờ côn dấn và bị nòng hến muộn băng lặng bám sát cái chỉ đạo của công an tỉnh là một là chưa hết việc chưa hết giờ đối với tại trụ sở thứ hai là lấy cái nhu cầu của người dân khơi khắt cho chỉ đạo hóng công an tỉnh ăn cốc mền bày mết việc thì bày mưa do mèn ao ăn dược họng pí nòng cứ bằng moi cứ ít biên tè chơ mèn xó hờ hàm chơ túp sỏi hơ pí nòng bỏm năm chuỗi ngày cuống chia lai bật sơ chơ nham cuống chơ tảnh hồ sơ nho súng hua chớ chơi việc không cán bộ năm côn dấn xì việc cán bộ mọt hươn lèo thao nhạc mới ăn chia lai nhân hòn sau hù quắm ảo côn dấn mẹ nừng cũng mới ăn đây bế nọ hanh mảnh cứ thầy mờ chú neo dù mới huyền mương súng chưa nỉ năm và mương quang tăng huống pa ma nhạc mời bàn mương súng mương cái con dấn gì xé tâm buổi mi chưa từng nghen chẳng ở họp trung tâm huyền gây việc tôi lên đây để xin giấy kết hôn và có những gì chưa hiểu thì cán bộ họ hướng dẫn cho tôi và không phải chờ đợi lâu khai hơn ni ít chia cứ ao phua bố hủ ăn lơ xỉ mi cán bộ bọc sòn hờ có bò đầy thả hưng. Về cái cách hành chính ở đơn vị xã Châu Khê thì có nhiều thuận lợi, đó là được chính quyền cả cấp rất quan tâm vì đây là một xã khu vực biên giới. Mưa bánh sang hành chính dù đơn vị xã Châu Khê, dì mi ăn ngài mèn đầy chính quyền chủ cấp bằng mòi. Nì mèn xã Sài Đinh, mưa chính sách tân chủ chế lại, im đầy cấp nưa, om am đủ mết, tân đầy xoắn tẩy, họt chú chương trình, cứ trực trao ế chia chế lại hành chính đầy mạnh. Cháu hủ hiểu hong bị nồng bài lai và cán bộ phải hủ ế đi, phải lông họt bàn, cơ bọc sòn, họt bị nồng. Vào mưa chủ neo mở, cuống chế việc, mền tan cứ thao nhạc, ế pê mà ăn mảnh mảnh.
cứ tẻ nề sắp đi công việc thay mới hành chính dù mới huyện bước xuống Nghệ An. Nhân và đảng ấy hành mạnh công việc bằng môi chủ neo công nghệ mở ao cuồng chơi quản lý chất lượng xéo tiêu chuẩn ISO tăng chơi giải quyết trên lai dù tễ việc bao tỏ giao ban họp nhóm trực tuyến tại huyện tương mây xả ủy ban dân huyện tương dương mèn đơn vị cúc thịt tảnh sân toàn dấn tăng sửa nôm nông dấn trực tuyến nì đầy môi mèn nừng cùng với tăng mở tụp tròi quân dân lùm bước súng mương cái tăng mấy cán bộ xả tăng mấy phòng ban liên quan lãnh đạo huyện và bất cần phải ở họp tỉ kem sang hầm lãnh đạo huyện cởi ỉm hạng năm giải quyết mấy án nhắc hòng hóng con dấn vượt sát mây tửa và cười chia lãi huyền lửa xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm cần phải chấn chỉnh thì chúng tôi đã tập trung vào cải cách cái thủ tục hồ ni mèn ăn chào phải bên sang tôi khỏi ý mới hào chủ chế là hành chính sau mèn bên sang mới chế việc hong côn cán bộ công chức viên chức xa mèn xuân hên chảo công nghệ thông tin hầu chuông chơ quản lý hong cơ quan hơn nước cỡ ma đầy hơ bị đồng hót nỉ gì chú ăn toàn hót chưa bên sang hành chính hong huyện tương dương im đầy ít hót tì hót tàng tỉa việc hóng kho bạc huyện Kỳ Sơn cháu còn mới nghen cứ nửng nỉ bài hót mới nghen suốt bí khôn mới côn ba ép việc dùn đi mèn ê hơn hàng chục bạt chứ nỉ ê đơn vị bỏ hót lượt xin mi chơ phải thà hàm mưa lắng nữa à khôn bóp bỏm năm hệ thống kho bạc dù quân tỉnh tè chơ tảnh sân dịch vụ công trực tuyến cấp đột xì im áo ma hiệu quả mới hến tài hiếm án ngài hơn mới đơn vị chứ ma ép việc dùn đi cơ bất cần phải minh na dù tì kho bạc bớt sang ngân tiên cực khư chơi nhằm bò mà nhỏ súng chơi việc hành mạnh cuống chơi giao dịch to nổ sư thao mẹ án nhau hòn nhạc cuống chìa lai hơn biết mệt bè bến hiệu quả cuống cho nhằm và giãn cách xã hội cuống phong danh dịch bệnh covid siêu cầu xe hô chơi son bọc hóng thủ tướng chính phủ sử dụng dịch vụ công thì rất là thuận lợi cho đơn vị. Thứ nhất là về mặt thời gian thì mình vì đơn vị ở xa cho nên là khi mình sử dụng dịch vụ công có ngại hờ đơn vị nhất mèn mưa chơi nhàm thì đơn vị dù cay khứ ăn và chơ ao dịch vụ công tô tỏ biển cay tăng truyền năm hàn và chơ cởi chia lai hờn kho bạc xê đai cặp thi có mảnh còn đi bay ao dịch vụ thì tô phải bay ma có xía chơi nhàm chẳng xía ngần thực hiện cái quyết định 230 của Bộ Tài chính ấy, kho bạc nhà nước Kỳ Sơn là thực hiện công khai cái bộ thủ tục hành chính mới, trong đó là có một số. Ê sắp quyết định sau hỏi 30 hong bộ tài chính, kho bạc hơn nửa huyện Kỳ Sơn im SD chủ chế là hành chính mở, quá ngà mi tửm hào, biển sơ ca tì đơn vị, còn ngài hơ chủ đơn vị giao dịch năm kho bạc hơn nửa. Bàm hành kho bạc hơn nước Kỳ Sơn của im thành ọc dịch vụ công trực tuyến cấp độ xì, họ tăng mít chủ đơn vị giao dịch. Họ chết thì xì hỏi nướng xì xếp chết, nếu hỏi nướng xì xếp chết đơn vị, im thành ọc giao dịch, cai dịch vụ công trực tuyến cấp độ xì, đầy hỏi phân hỏi. Khôn đầy và, kem khơ mẹ án im mi đầy, cứ nhắc hăn, y án nhắc hong nhạc. Để hải họt, việc thay mở hành chính xuống mẹ huyền, mê xà. Kem khơ mẹ án khôn nhạc mò hến, hóng bản mương, cán bộ công chức năm hồ chớ học hiên cái nhang bảy e những hà trà chơi e trẻ lai hành chính cái nhang hến hong nhạc mời hồ việc e dừa nì cái nhang bảy e việc và quang mưa chơi tảnh sân thủ tục hành chính cuống chơi năm cái nhang trầm bảy hạp nhâm nhang hàn hến bên đầu từa và quang mất thủ tục hành chính còn ỉm mết hiệu lực năm nay thì tỉnh là giao cho các sở ngành công bố cái bộ thủ tục hành chính của từng lĩnh vực. Như trước đây thì là bên này tỉnh giao hờ chủ sở ngành và mưa bộ chia lai hành chính sắp là ăn. Còn ni thì tỉnh và từ nừng bên này thì chủ sở và sắp là tựa. Nam hàn có ít khôn nhạc hơ huyền cai chơ và họt chủ xả mới họ bên sang hành chính có nhân dược phải mi ngân ổn hay nằm ngân sách hơ huyền. Sì có mèn ăn khôn nhạc. Hiện nay tất cả các trên 21 xã thị trấn đã thực hiện sử dụng cái phần. Chứ này sau một xã thị trấn, im ao phần mềm VNPT hào, tơ mèn cái tăng truyền internet, năm rủ mương pô có khôn nhạc, năm sau bỏ đầy đi, to họ chưa mèn và mưa thông tin họ chú bàn mương có nhân thực khôn nhạc.
đây cha và bom năm chơi cố gắng huy chơi súng hóng mấy con ít cốt xuống mấy huyện Mương Pu năm chơi bao hào hanh mảnh chơi xoắn bọc tành sân bến chủ tăng hóng mấy cơ quan đơn vị bản mương cuồng chơi nhăm cái hơn mết mền cuống pí sóng như sao công tác thầy mở hành chính nhăng và đáng biết đây ế ấn hiểm panh mời ấn nhỉ men đừng cuống mấy tang cư đần nhó súng cuống việc tụp chỏi hơi con dấn ế bê tỉ sọc ma hóng con dấn cứ tẻ nề quắm ảo hao đảng hao chính quyền nghiên là bờ hừn tông bồn trừ man an ninh yên lý dù mương bù.